đi hình đi chứ. Tạo đi hình đi chứ này. Ủa được chút nè. Chút đang làm bằng câu. Anh Cường. Đó đó, đó đó, ok. Chú mà sát thủ là ở Pháp chứ. Đúng đúng đúng. Nhưng mà quy định là chọn vị trí nào là đứng yên một chỗ không cho thay đổi. Đúng rồi, không cho thay đổi. Bây giờ mọi người đi chọn vị trí đi nghe, mình chọn vị trí là đứng luôn một chỗ không có cho thay đổi đó. Anh đứng luôn này nè, anh với bé Nhung đứng luôn này à. Rồi. Chưa bắt đầu chưa? Chưa. Chờ chút. Giờ có cái gì đó. Thôi tôi có đu đồng đu phi thôi, tính cái gì, cái đu đồng đu phi cái chơi mà tính con rồi đừng tính ký. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Giải mà giải gì nè. Hai thùng kem bạc đi. Chào cả nhà. Kem hứa tấu còn không? Kem bạc. Không, kem hứa tấu ở đây có không á, mua đâu uống ngon. Không, ở đây không có. Rồi khoan. Thằng xin chào cả nhà. Buổi bây giờ là khoảng hơn 3 giờ chiều cả nhà. Mới vừa tiệc sinh nhật của cu đất xong thì một Giang thì với ông Sáu thì bây giờ hết sức chiến đấu rồi. Giang cái giỏng, ông Sáu cái giỏng, bây giờ còn anh Cường nè, anh Tùng nè, anh Hùng nè, cầu thủ nha, đây. Cầu thủ nha. Rồi đó là bên đó là một đội đó cả nhà. Rồi bên đây Nhung, anh Trung với lại chú Út là một đội. Được chưa? Bây giờ mọi người á là sẽ câu thi, một đội là 3 người câu thi. Vị trí là chọn ngay từ đầu trong vòng thời gian 30 phút ít không ta? Đủ cá mình ăn không? Đủ, 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 6 cân luôn. Rồi trong vòng 30 phút là mấy anh chị, mấy anh với lại Nhung là sẽ câu. Bên nào được số lượng, cân ký hay là số lượng? Số lượng đi trời, người ta câu. Đúng rồi, câu lưỡi nhỏ. Ta chuyên gia, người ta câu lưỡi nhỏ. Rồi ok, anh Tùng nhóm. Rồi anh Tùng nhóm trưởng đó, anh Tùng đó, rồi ok. Rồi bên cân trong vòng 30 phút rồi sẽ gom xô cá lại rồi cân ký. Bên nào thua thì sẽ thua là sẽ làm cá cho ẩm thực chiều nay, và thua 2 thùng ken bạc. Rồi mà chú có ý kiến rồi. Cái cần rồi của anh Tùng Bánh là giới thiệu ánh dài. Anh câu cá bự càng nặng ký, còn chú cục ngủng nè. Được chưa? Ít xình được chưa? Cho được chưa? Mà thôi chiều luôn. Bây giờ anh em mình chơi rồi nha. 1 2 3 bắt đầu. Rồi, vị trí là một vị trí không thay đổi nha. Ok. Rồi, quăng cần 2 3. Ông Sáu. Ông Sáu. Dính con cá tra bo 7 ký vô đủ gió. Dạ. Đúng rồi. Đây không cần đồ động như cần cái phi lại cá tra thôi. Rồi anh Cường dính con cá là con cá đầu tiên. Chị Trúc ra làm trọng tài kìa chị Trúc. Anh gọi anh ơi. 2 phút đầu tiên đã cho qua, 1 phút đầu tiên đã cho qua. Nửa tiếng là 4:10, câu tới 4:10. Bây giờ là 5:40. 3:40 chứ. Trời em Cường không có nón. Nó giật hắn giật. Trời nó muốn hóa rồi hơi liền coi nè. Thôi ăn nhanh thiệt luôn, đây đưa anh món cho. Đồng đội mình có quyền hỗ trợ. Đúng đúng. Mồi câu của mình là mồi tép. Mình tính thành quả chung mà, hỗ trợ được mà. Ừ. Để đi qua bên kia coi. Chị Trúc đứng đây, chị Trúc coi thôi. Chưa ai dính cá chứ. Quy định chuyến này khắt khe hơn nghe cả nhà, có nghĩa là đứng ở đâu là đứng đó, một chỗ đó 30 phút không có cho thay đổi. Đứng chứ không được ngồi nữa nha. Đứng cầu. Trời ơi cá nó không có. Ông ơi. Nãy chưa con nào hử quá chết rồi. Chưa có hát bài à. Chú Cường làm cá lóc 2 ký cực. Chưa hát bài nha.
vụ cần ký thì mới hồi hộp nè. Thủ này giật kỳ quá. Còn ngồi không ơi. Chút dính nè cả nhà. Quay phim vừa mới sơ hở một chút là dính nè. Để con qua con coi chứ. Ê. Cái gì vậy anh Tùng? Cái gì vậy? Cái thằng là cái đây cái gì? Ờ, con cá rô. Trời ơi nè, con cá vô của người ta đi nè. Đây nè, đâu chút. Trời ơi. Hai con chưa, ơi, chưa chắc rồi nha anh chút. Đâu có, anh Tùng phải nằm mơ, chưa có con này nữa. Trời ơi. Anh Trung, anh Trung. Bỏ miếng nước luôn Trung. Không á. Mất cái này sao không đủ. Hai con rồi, hai con cá rô bự cái nhờ. Cá rô trong ao giờ là cá bự gì không nè. Lúc mình thả là nó cá nhỏ xíu à. Sao vậy? Dính ăn lâu quá. Hai con cá rô cả ký rồi. Bé Nhung ơi, tiếc quá con ơi. Quá trời Bé Nhung không giật được. Nó tức rồi. Em thấy nó vừa kéo, em kéo lên là mình nó cũng mất luôn anh. Sao? Cá nó dễ quá anh Tùng ơi. Tình hình đã bạn. Con chỉ cần dở anh thôi. Đừng có giật tại cần câu này, cái độ nhúng nó dù dùng nó ghê lắm. Dạ. Chỉ dở anh thôi là đủ rồi. Đừng có giật. Trời, không lẽ dính câu cá vô bự nữa trời. Nếu mà giờ thả xuống chắc ăn là phải cá vô bự nữa rồi đó. Còn nghiệp cái đội anh Tùng của trời tôi toàn là không gỡ mồi không trời mà còn nắng nữa chứ. Mời quá vậy. Chút bữa hàng hay quá chút ơi, nếu mà có giải cá đầu tiên như bữa là được được rồi, được giải hả chút? Trời ơi, nếu mà tranh giải thì chút số 1 nữa rồi, có ai đâu, có ai qua chút đâu. Bé Nhung nhanh tồn, bé Nhung nhanh tồn. Con cá đẹp luôn. Cá đâu tính được cá đó, cá không xanh nha. Ừ, con cá, ê. Ê, ôm nó đi để nó hư cái miệng. Bỏ liền, đâu qua bỏ liền. Từ từ gỡ mới bỏ xuống nha. Ô, con này nặng lắm nè. Cá đó cầu dịch tí, chơi không tính nữa đó. Thả. Ừ. Ui, nó chạy nhanh thiệt chứ. Thôi, mình nghĩ sao bên đây nữ ta cần câu được cá. Trời ơi kìa, coi tướng 3 năm lực lớn luôn, còn là giỡn cần câu không luôn trời. Ở đây nữa ta cần câu được nè. Thấy không, thái độ chú Út chưa? Anh Tùng, thái độ của chú bé Hàng chưa? Nè anh Tùng, cho em kiếm rô mời nữa nè anh Tùng. Nãy giờ là câu dưới móc ngồi giùm không nha anh Tùng. Nói chung bên kia dở quá trời ơi. Mình nó nắng. Nghĩ sao chọn địa điểm đó. Ừ. Một địa điểm không bao giờ lầm. Thôi à, thôi à, anh em người ta, anh em chọn trước à. Không à, chung, em cứ dở là lại dính à, không cần giật. Đi qua lấy vía bên đây coi. Ê, nãy giao rồi chỗ nào đứng chỗ đấy nha mấy thằng. Lấy vía ra câu đâu. Câu đâu. Lấy vía. Ủa lấy vía lại vậy đó hả? Ờ cái này là trứng kiến. Trứng kiến vàng. Kiến bằng vàng phải không? Từ từ bé Nhi, cửa từ từ bé Nhung. Mình mua 50 ngàn cái kiếu không được câu nữa, cậu mua anh được cho anh. Cái này dính này. Tôi xin chuẩn bị nha. Đâu chở đợi lấy hai thùng luôn vô. Không ai để ý gì anh, nhưng anh nói làm chi vậy? Câu dở ai để ý. Từ từ chút, dính gì chút. Ừ. Trời dính.
Ở ngoài cái bụi khóm đó. Bên đó như ai câu cá làm chốc hết bụi khóm của em luôn. Tại biết sao, cây cần câu cái độ nhúng của mình đó, là dữ lắm cho nên chỉ không cái này mà. Nó thấy được rồi. Ai dính? Bởi cái dính đâu. Bởi trời chiều. Ơi, trời bệnh chỉ nằm mơ thôi. Bởi tới chiều chưa dính nữa. Ôi trời. Xong rồi anh Tùng ơi. Còn gì nữa đâu. Anh Tùng mà dính coi tổng lại cho thấy. 10 phút đã trôi qua rồi đó. Mấy người thua người ta câu không có cá rồi thời gian còn nhanh lắm. Giật mà dở. Không dở đi, con dở đi. Dở nhưng mà mình cần nặng cái tay một chút xíu. Ghê ghê chưa, ghê chưa. Chặt đi mẹ ơi. Mẹ. Uống dừa đá mẹ ơi. Uống dừa đá. Dạ. Không, hồi nãy khi mà anh bắt là em đã biết cái kết quả rồi. Chứ sớm mình cũng chọn địa hình đó rồi. Trời ơi, nó rồi đó. Rồi. Giúp, lộng nha, lộng nha. Ê, cái gì vậy Tùng? Khoan. Ủa anh Tùng câu hai lưỡi hả? Anh Tùng. Không, khoan nghe cái chuyện này em không chưa hề biết luôn á. Sao nó hai con dữ vậy? Hai con rồi. Trời cái gương nó ngon cái nhà anh Tùng ơi, cái gương nó ngon anh Tùng. Ủa cái sao hai lưỡi mà dính lượt được? Dở lẹ đi câu nữa hết giờ. Rồi bên kia dính kìa. Nữ nha, nữ câu nha. Nữ nam gì? Chết Trung ơi. Cần câu hai lưỡi ngọ cho ta. Câu gì em ngọ đó. Sáu lưỡi còn được nữa, giữ hai lưỡi. Anh Hùng ơi, cố lên không? Xin vía đi, xin vía đi qua xin ơi, đi qua xin vía có liền. Có bị không anh Long? Ủa anh câu nãy câu mà tép không rồi Trứng Khí? Hai cá còn câu dính lần hai con luôn. Ê, anh Cường dính rồi. Ủa một cá. Cá lại mới được chứ ơi. Bự quá anh Cường. Ờ đó. Không cá nó ăn rồi đó, cá bên đây bắt đầu ăn rồi đó. Hay quá, anh Cường cho vô miếng được. Không không, không kéo vào xuống chút kéo. Sao bị cao rồi. Bạn thấy kéo xuống nữa thôi. Vì chưa chắc ăn đâu. Mới biết. Chưa đâu 30 chứ phải là hết rốt ve luôn, tỉnh rượu luôn. Anh Cường. Anh Cường hai lưỡi luôn hả? Hai lưỡi mà. Rồi lụm nè, lụm nè, lụm nè bà con, lụm đi nha. Lụm nhớ bay. Đó lụm là lụm không? Xin vía hay quá, qua dỗ đích anh Trung cái cá liền luôn. Mê nha. Đó. 30 phút chắc qua nửa xô này quá. Mình câu vừa giải trí, vừa anh em vừa câu thi vừa giải trí rồi chiều nay mình làm cơm mình ăn luôn. Ủa anh Cường chưa cho nước hả? Chơi hồi luôn vậy.
ốc không, nó dính là dính, nó không cần nó đó gì đó. Gà bến mất rồi. Dính ốc ơi, dính. Trời ơi. Nó bị ta. Ở bên kia bắt đầu lấy lá vú sữa che nắng rồi kìa. Rồi. Để đi qua đây cho anh Hùng hên lên kìa. Mọi người nên nhớ khi chúng ta thua cuộc, ngoài việc chúng ta phải làm cá, nấu cơm và chúng ta còn phải chung hai thùng bia nữa nha cả nhà. Của anh Hùng mấy lưỡi? Mình xuống cái dính là gì kìa? Là trai của cá nó bở rồi. Anh Trung làm trong thời gian chờ đợi làm cái khác đi anh Trung ơi. Con đóng á. Cái gì bị gì cái gì? Bên đội bên kia thấy mệt rồi. Ủa hồi nãy anh Trung cái gì vô cắn dữ vậy anh Trung? Không biết cái gì nó dở nó không lên. Chắc nghĩ cái rủ phi á. Ê sao mà nó dính ở đâu á? Cái du hồng được mà. Cái du hồng được. Khoan khoan để em coi. Cá nó không có dính trong cái miệng. Chuyện lạ nữa, bên đội bên đây còn chuyện lạ. Quậy mình nó mình lên, lên, lên. Không, không, không có đâu, có. Lên. Ở dưới nó ngoan, dưới ngoan. Lên lên. Cái đường hồng, cái đường hồng. Cái đường hồng nghe rồi, đó dưới cái đuôi rồi đó. Lên. Con cá diều hồng đầu tiên trên dưới ao của mình được bắt lên. Đầu tiên luôn á. Ừ. Ăn luôn, ăn luôn. Ăn luôn chứ cái này bự rồi. Trời ơi. Rồi xong. Rồi, mình ăn cắn rồi. Ở nó dính vô cái mình, chứ không phải là dính vô cái miệng. Nãy nó dính cái đơi. Ủa sao hay vậy? Thôi. Thôi được rồi. Em bạn xin dạ? Viết câu điện thôi. Thì bởi vậy xin viết hay với ta, gọi bên kia điêu tạng luôn rồi con. Bên kia lụi rồi. Đứt, đứt luôn rồi. Hết sức bình tĩnh, thời gian vẫn còn nhiều. Nói gì nói với chung hai thùng bia nó đau lắm. Dạ. Sao không bỏ nước vậy đó mọi người? Rồi, không bỏ gần em á. Rồi đó đi, đừng đi đâu. Bên này làm chuyện lạ không á, dính lượt hai con. Rồi dính vô đuôi. Em mới cười. Để đi. Coi cái phao ở dịp luôn. Ít ít hơn Tùng ơi. À, anh Hùng dính rồi kìa. Ôi ôi con cá gô. Bự lắm, bự lắm anh Tùng ơi, hỗ trợ anh Tùng ơi. Đem lên đây anh Tùng, anh ôi ôi. Cá rô bự luôn. Nó khủng. Trồng do luôn, bự chà bá luôn. Cái tài em không hơi hém gì chưa. Quên ơi. Chúng ta cầm lại đó. Đang thi câu cá, đang thi câu cá. Ừ. Ê, chào chị, chào chị. Dạ. Ê, lấy cái xô của anh Hùng kìa, múc nước đổ vô đây. Hay quá anh Hùng ơi. Rồi bên này thắng chắc luôn rồi. Quá rồi. Quá rồi. Quá rồi. Trời ơi. Gì anh Hùng? Mọi bên đây nè. Nước bên đây không múc đi qua đó múc là nhả vía lại đó nha. Rồi.
Rồi chúc quá. Chút xíu thôi, chút qua gọi lại nha. Đang thi đó, chút là mắc giải. Anh Tùng sợ cua dớt luôn rồi. Ồ, cái giải này mình đánh cắt rồi, bên kia đã giờ nó chừng 300 gram chứ được. Số lượng và cân nặng đều bình hơn luôn á. Dạ không hơn, nè con cá đó rồi, hết cá hơn cái chồng. Anh Cường đánh câu con cá diêu hồng đó là nó bằng 10 cái rô. Rồi, rồi, chút mà lại, chút mà lại. Con cá nó 10 cái rô. Cái vụ ngã chỉ đích về thôi, xui rồi. Bái rồi, bái rồi, chửi rồi. Cái diêu hồng á. Lâu lắm mà không ăn cá diêu hồng. Bữa nay ăn cá diêu hồng. Nhờ anh Cường mới được ăn cá diêu hồng. Mẹ 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 dính được con cá diêu hồng đẹp lắm. Cá diêu hồng mà hổng là mình thả có mấy con à, con cá diêu hồng này mà tính. Con cá diêu hồng đó là con cá diêu hồng đầu tiên. Cái màu hồng của nó với cái chép lại gian màu ăn. Không, cá diêu hồng ăn được mà thì tính chứ. Hồi nãy giao sao, mình giao sao, lại không có giao gì đó. Ăn được à. Ăn vàng ba bạn hô mạc đúng ơi. Nãy con cá diêu hồng dính trong cái đuôi á. Trời. Bà cậu ơi cho con thấy cái phao của bé, cô bé nhục nhã giùm con cái. Cô lôi con cá sấu lên. Đúng rồi. Ở bên kia hết la luôn. Ủa nó ấy vậy cái phao nó phải nổi lên chứ ta. Không đúng rồi chứ, nãy đứt dây nguyên phao luôn á. Đứt luôn phao luôn. Thiêu có lôi đâu luôn. Sợ cá cha đó đó. Hoặc là chơi phi. Chị Phi nó mới ăn hổn. Chị Phi nó vậy. Vậy như đứt dây tụt cái đó luôn rồi. Đúng nãy kiểu đó là mình đừng có giật nó. Mình để dùng luôn cho nó lôi. Cá nó phải dìu chứ. Mình có biết cá gì đâu rồi tự nhiên nó lôi đi luôn. Trời ơi. Bên đây nó mỏng dờn anh Tùng ơi, có ba cái gô à. Ba người ba con được rồi. Người ta thua thua chứ người ta có cá rô bự người ta ăn thôi. Cá rô hồng ngon lành gì. Cá rô hồng ngon lành gì. Trời ơi. Nhưng mà chưa hết giờ nha. Biết đâu ở đây nó dính 3-4 con rô phi lượt sao đúng không chút. Dạ. 10 phút nữa. Giờ nắng nhiều lắm đó nha. Còn 10 phút nữa. Tùng giật cái xấu cái gì à? Cái tươi lợi này chút. Đâu? Sao anh thấy? Cái chơi nó tính không à? Tính con cá nào mình ăn là tính. Tại cá chép mình không có ăn mình không tính. Đó, cái chơi rõ ràng lại. Tâm tìm cái tươi lợi nữa. Cái này mà câu mà nếu mà dính cá bóng cái giá điện chắc gấp đôi quá. Cái ao này có cá bóng tượng nha. Có, anh có đưa 20 con xuống đây rồi mà. Hồi lần em thả 1000 con luôn á, 1000 con cá con á. Không có được. Cá đó là không có đạt. Mới xuống đây nè chút. Anh Trung. Rồi tao rồi. Trời. Ủa từ đâu nó xuống hết mấy không? Mấy cái vợt mới được. Ai dở chứ ông chơi bắt đi nha. Dạ, cái nó bự quá, dở coi chừng nó làm thôi anh Tùng ơi. Tùng ơi. Bớt xéo xác lại anh Tùng ơi. Nó bự nha mà không biết cái gì nha. Sao rồi, sao? Hỏi chạy em cái vợt rồi sao ư? Nó nghĩ. Nhẹ nhàng anh ơi. Qua chạy cái ngày giống như em lúc nãy thôi. Đúng rồi, giá nãy mình vậy. Đứt cái ngày tim cùng luôn. Rớt cái ngày đâu mà. Coi chừng úp. Hồi hộp quá Tùng ơi. Rồi hợp quá Tân ư. Nó mệt rồi vượt ra hay rồi. Còn nó còn chị bực chứ. Tại tự nhiên chỗ này nó phồng lên cái gì vậy ta. Cái gì vậy? Ê nó gần tới bờ rồi. Ê từ từ. Dù nó úp. Dù nó úp. Đục nước cả này. Quậy quá trớn anh Tùng ơi. Cá chừng 2 kg thôi đừng có nhiều. Ông xem ra vậy.
tình hình đội bạn, tình hình đội bạn rất căng thẳng. Ê, ê, úp, úp, úp. Ông bắt tổng hộ bắt cá bự chi dương chạy. Vậy sao? Đang dìu vô. Chưa thấy mà diện mạo không biết cá gì nữa cả nhà. Cá gì nữa nè. Mà nó ghê lắm anh Tùng. Ghê lắm. Cái này mình cương nó sẽ đứt dây. Vậy dìu nó vô. Cá này bự. Chừng 2 kg thôi. Nó quặn xịn ngay chân chỗ đó kìa cả nhà, lên một đống tim luôn kìa. Ê, 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 để cho nó vậy nè. Chạy nữa à. Bên đây mà nó quặn tới cỡ bên đó. Chắc cá cha quá. Cá cha, cá cha. Nó giả lên nha chung. Kìa mẹ mẹ đưa cái giật xuống mẹ ơi. Là sáu nằm trong nhà ba la làng chứ. Chạy quá anh Tùng. Không biết cái gì đeo nữa nè. Từ từ nha. Lối vô bờ được không ơi. Lối vô bờ được không ơi. Lối vô bờ vô vẻ nhẹ nhẹ lên. Cá trời ơi, đừng có tra nha. Trời ơi. Cá trà. Thầy bên này nghỉ đi, bên này nghỉ đi. Trời ơi, đâu mà khóc dữ. Sao bắt bắt bụng chốt lên quá anh Tùng ơi. Trời ơi, con chó. Ông qua nhiều lên, ông qua nhiều lên đó. Trời cào không nổi luôn anh Tùng ơi. Chạy qua đây, chạy qua đây dễ chạy. Tiếp em anh Tùng ơi. Lâu lên tiếp. Khoan để anh Tùng bây giờ. Lôi ông lên phụ anh ơi. Cứu em anh Tùng ơi. Cứu em anh Tùng ơi. Mồi của người ta lấy. Tập trung đi, dính con cá chơi lấy lại. Trời ơi, con cá chơi. Trời ơi, trời cá chơi. Trời ơi, con cá chơi này nhẹ gì cũng 3kg. Trên 3kg. Anh Trung cầm cần câu bình thường. Trời ơi, con cá chơi khủng thiệt. Trời ơi, thằng ơi, trời. Em la giùm đâu, không anh Tập ơi. Dạng cá ngát luôn, trời mấy hàng. Ừ, con cá. Ôi, nó dạng cả nhà ơi, với ao con cá này. Hết biết rồi, nó dạng con cá ngát luôn, trời. Dạng nè. Giờ nghỉ đi kìa anh Tùng. Cá này là cá trời lai cả nhà, nhưng mà cá với ao mình nó thịt nó chắc lắm. Rồi lấy tay phát lấy gì mình câu. Kêu cứu không cứu luôn. Cần gì câu nữa? Hả? Cần gì câu nữa? Cần gì câu nữa phải không? Giờ là thắng rồi. Bây giờ cái đội của mình là nghỉ. Bự ghê luôn, hồi vô căng thử con cá này chắc không biết con cá. Từ 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 từ. Cá chép, cá chép. Cá đi hồng, cá đi hồng. Cá chép. Cá chép luôn kìa. Chép rồi, thua rồi. Thua rồi. Trời ơi. Giờ này gặp này. Giờ này gặp này. Để nó nhảy. Mình đỡ, mình để trong cái giỏ. Để giật luôn. Đâu có đem mà lại chứ. Thủy quái. Đúng là thủy quái luôn. Thủy quái với ao luôn. Thủy quái. Mà sao nó tính cái rôm, tính cái trời vậy. Thôi đòi căng ký rồi đó. Giờ thôi, xéo sắc quá. Thủy quái với ao bông lúa Hồng Tháp này cả nhà. Ủa bữa nay câu cá ngon ngon không à? Chứ mà con cá chê lại vô là biết nó vô thì nó phận phận tim mà. Tính ra cái lưỡi này mà ăn được con cá này ngon hay không? Mình sử dụng nó là mình dèo nó thôi chứ mình không có cương nó. Dính đường với xuôi không? Hết, con biết đây cá chê nó ngon à. Châm nước không ướt thì để nó xỉu không? Châm nước chứ. Bỏ vô cái gọng của mình đi Úc ơi. Ừ. Mấy gọng cá của mình đắng á. Chứ để nó xỉu. Tốt vô gọng đi, đắng mình có cá chê sẵn đắng bỏ gọng đắng. Ừ, nó quậy đục nước luôn à. Cho em hỏi cảm giác của anh khi mà con cá nó gịch cái câu của anh thì anh thấy sao? Anh giật lên là anh dở lên không biết cá gì dữ luôn, mở lên mới thấy hỉ quái thôi. Hỉ quá. Anh không biết cá gì nữa. Cái lưỡi câu này mà ăn được cá chê đó hay ta? Không, lưỡi câu của anh Tùng mới đem xuống đó. Là hai cho bé Nhung đó. Này hai lưỡi luôn hả? Là của anh Tùng á mà hai cho bé Nhung đó. Đợi giờ anh lấy hết mồi lấy gì câu nữa kìa. Ủa sao lấy mồi của bên đây vậy? Nè câu chứng kiến đi. Chứng kiến của bé Nhung được. Ồ, à, được một con kìa. Cá rô. Ừ, giờ chụp con cá rô cũng bằng cái đuôi cá rô. Chụp cá rô bằng cái đuôi, đừng lấy cái đầu. Hết biết con cá chê. Cái ao mình cá khủng khủng luôn nè. Mẹ thấy cá diêu hồng đẹp chưa mẹ? Đẹp. Cá diêu hồng đó chắc hồi hả ha ta? Thì ăn được diêu hồng cái này là ăn được rồi mà để gì hồi lại xỉu. Tôi ăn muốn thả, thả anh thả liền. Thả tính là anh thắng thì anh thả liền cho. Đúng không?
Nhung qua lấy mồi. Chơi gì thấy tao dính cái chơi cái giật mồi của người ta luôn. Kêu cứu chú không cứu luôn trời. Tánh xấu. Tánh xấu ghê. Mọi người từ đến đây đúng không, nãy giờ đang lấy mà. Lúc ta chưa dính rồi không nói gì đó, hồi ta dính. Cá bự lắm cường. Bây giờ mồi đó nữa cường. Mồi kìa. Hết hả? Mời anh test nữa. Dạ. Thôi giờ cuộc thi thì hủy bỏ do hết mồi nha, do kỹ thuật đấy nha. Hết mồi lên mới chịu thôi. Đúng rồi, giờ mồi đây. Còn câu đúng không? Chúng ta còn 2 phút nữa. 2 phút nha mọi người. Ô anh Tùng, anh tính hồi nữa kêu người ta đem bia lại hay là chạy xe đi mua anh Tùng. Thì anh mua anh chạy anh chung cho bên kia đi rồi ai uống uống chứ. Chị Trúc. Ủa nghe điện thoại hả? Anh Hùng ơi, cái chơi bự lắm anh Hùng. Bự có bắp đùi em luôn á. Giá con cũng bằng nha. Ốc chơi không bằng trọng tài đâu mà chơi trọng quê đâu không sao câu được. Đâu có cái thằng đó vậy là để mình có động lực mình câu nữa mà. Ủa câu từ nào là trọng quê, câu từ nào là trọng quê đâu, câu cá ăn đâu phải mấy thằng ăn đâu mà quê chứ không. Ừ. Người ta nói cho động lực nên mình có mình câu. Tôi nói cá bự bằng bắp đùi chứ cái gì đâu. Cố lên, cố lên, cái đội A bộ đội B cố lên. Ta hồi nãy ta đây ta đòi đếm đầu con thì bên kia đòi kinh ký. Không chịu. Bên kia nói nhiều quá trời. Nãy kia tính con không chịu. Mày anh tính ký xong cái câu được cá đi học cái từ. Bây giờ 30 phút bây giờ đếm đầu con nè. Chào. Đó. Hả? Bây giờ cái như bên kia xong rồi đó. Cho khép đợi tất cả. Muốn đổi đâu đổi. Ơi muốn đổi đổi. Bây giờ bấm lại 30 phút. Mình tính đồ con. Thêm đó. Cuộc thi nữa hả? Ừ. Cho bên kia tâm phục khẩu phục. Đúng. Hết giờ rồi. 4:10. Vậy hả? Rồi hết giờ rồi anh Tùng. Bây giờ sao anh Tùng? Thôi mình lên cần ha. Hết giờ rồi. Hết giờ. Bây giờ chú cuốn là cuốn cầu đứng trong đứng là coi mấy đội B cầu thôi. Rồi, ok. Hết giờ, hết giờ. Hết giờ. Các bạn đã bị thua. Cuốn cầu đi. Ơ, đội bên đây thắng nha cả nhà. Gom lại. Qua đây. Thôi giờ gom cá là mình đăng ký rồi coi ai thắng ai thua kìa. Gom cá là đăng ký rồi thắng ai thua. Hai giả nha, giả tính con giả tính ký nha. Anh Tùng này mới biết luôn á, ăn gian bà cố luôn á. Đủ thứ vấn đề chứ á. Em nói rồi, đi qua bển là nhả vía bển, đi qua bển múc nước đây không múc đâu, đi bển múc nhả vía bển. Chiều nay con chút ngồi không có người bằng cá, có người làm cá, có người làm đồ ăn rồi có người mua bia uống hay không? Trời ơi, chú cáo mà hai anh em mình chiều nay nó ngon bà cố luôn. Chiều nay là không có đụng gì tới con tay nữa nha. Rồi chỉ tay nằm ngón thôi. Thôi gom đồ nha cả nhà. Mình chưa đã... chưa để đội bên kia qua cái mình giáp mặt ra hàng quả để nữa. Coi cái đội anh bên kia thua coi sao. Con cá chê mình đem cắt rồi đó là già dặm rồi, cái rô con nào con lấy cái rô đã thiệt sao cốc thua chưa cốc buồn hiu buồn còn hát mình... ốc hát ốc hát ốc còn gì nữa ở đâu mà cô khóc với sầu. Qua đây nè anh Cường ơi, anh Tùng ơi. Ủa, cái này chỉ ca người ta vui người ta ca chứ có làm gì đâu mà chọc quê. Ta chỉ ca thôi. Không, cái này vui mình ca anh Tùng chứ không phải là ghê. Anh Tùng thì chạy thôi kệ ông đi. Anh Tùng này ca của ta thì mê trời sợ quá nước ra. Ở trong cái xô có con nãy trước nữa sao mới ngon nữa. Ngay trên cái bụng thả đi. Cái nó hồng thả này cho đẹp. Đúng rồi. Cái nó hồng. Xỉu rồi. Xỉu. Xịn vô mang. Con. Xịn vô mang rồi. Hả? À, mang lắm.
đổ qua đây, đợi dồn lại giùm em cái anh Trung nè. Tôm nào? Nói chứ mình câu bữa nay cái rùa bự bự không chứ bộ. Cái rùa bự không à, đã không biết nên cái rùa. Hết biết cái vô đi ngon trời. Không ngờ cái hầm cái vô cỡ này trời, hầm da biết nhiêu hả? Cái này ú nè. Ú nó ra nữa hả? Hầm trời mưa nó ra mấy cái lưới này lần hơn. Cái thấy nó vào lưới rồi đó. Thấy dài cái gì? Cái đi hồng á. Sao anh? Nhỏ nè, đúng rồi, cái ngọt không ạ. Anh có cảm thấy là hôm nay mình không được may mắn không? Nói chung do cái vía thì nặng quá, qua lộn luôn cái. Ngồi cũng rủ rồi. Anh Cường đâu rồi? Không, anh Cường. Không, nhưng mà nếu mà nói về những cái cảnh câu đẹp á là bên anh Tùng sẽ thắng nha, tại vì anh Tùng câu được một lần hai con cái gô luôn. Câu hai lưỡi dính một lần hai con luôn. Còn mà nói về mà cá bự thì bên đây cái đội của chú. Đúng rồi. Để... anh Cường câu được cái con cá diêu hồng đó là dính trong cái đuôi chứ không phải là nó ăn mồi cả nhà. Nè, tại con mắt nó bị gì nè hay không nó mới dính cái đuôi. Rồi bây giờ chiều nay là mấy anh em mình sẽ làm ẩm thực với mớ cá này cả nhà, nhưng mà bây giờ chắc là mọi người sẽ câu thêm một lúc nữa để mình lấy thêm một số cá rô nữa để mình làm ẩm thực nha. Nhiều đây chưa đủ ăn, mình câu nào đủ ăn thôi. Và chiến thắng ngày hôm nay đã thuộc về đội của chú Út, anh Trung và Dung. Rồi giải của Tùng Hăng Nhì nha. Nếu mà có giải người ta nói gì đẹp là tốt rồi, đừng nói nữa. Không, em cũng nói anh đẹp chứ không xấu. Nếu mà câu lần mà lấy giải đẹp á là anh Tùng ok, là giải đẹp nhất. Okay. Đúng không? Cái này tròn cái người thua cuộc á. Câu cá mà dính lần hai con hồi đó là em mới thấy. Rồi anh đội anh Tùng phải có nhiệm vụ là làm cá, làm ẩm thực và mua bia cho bên đội bên đây hưởng thụ. Ok. Trước hết em đại diện mà bia hai thùng rồi bên đó bốn người uống hết. Phải. Trước hết em đại diện cái nhóm của chú Út, cảm ơn anh Tùng, bác anh Tùng, cảm ơn anh Tùng. Em bia chiều nay. Cảm ơn đội thua nha. Thua đó còn sỉ nhục. Kệ bắt tay kìa anh Dương, anh Hùng bắt tay kìa. Bắt tay vô. Cảm ơn mấy anh em giao lưu vui vẻ. Cảm ơn anh em đội thua nha. Nấu cơm cho người, nấu cơm đang hấp cá rô nha. Cá rô hấp cơm. Cái này đòi thua phải làm phải chứ. Đây cả nhà thành quả nè. Mọi người câu thêm được mớ nữa. Con cá dưa hồng này hấp cơm luôn hả anh Tùng? Hấp luôn. Cà tím nướng mỡ hành. Ăn hai món, ăn cơm chiều nay. Đơn giản thôi. Đơn giản mà. Nhiều quá. Giờ là nhà thật luôn hả? Nước gà chứ mà. Nè cái nhà. Hỗ trợ đi là anh mang qua hỗ trợ luôn. Thì nè em cứ làm là cũng làm chứ sao anh? Ở cái này mà lột vỏ xong chơi giờ đẹp đi bóc là còn chơi nữa chứ chơi xấu quá. Mỡ hành chỉ chấm nước tương mà mỡ hành hồi cái nước tương hả hồi mình ăn cá hấp cơm kìa, ăn nước mắm rồi thì em muốn ăn nước tương thì lấy nước tương. Không, ý nói là hộp là mình không có cái gì mà mình xây thì sao, nắm cái cuốn hả? Nắm cái cuốn được rồi. Cái anh đâu muốn ăn này là muốn biết ra không đó, nói cho em á, em ăn này em muốn biết ra. Ta công bằng có sao, ta nói vậy thôi. Ta giữ bên đôi đất đó. Rồi coi được cơm nó sôi ra. Có đồng đội mà. Ủa chú Út qua chổng nữa mà. Ừ, nãy ngủ rồi mà. À, cho cái trái bằng này vô đây nè anh chú. Trái gấp trái ốm nha. Đồng đội hỗ trợ hết mình. Má nào? Nói gì Trung? Hỗ trợ anh Tùng. Ủa sao anh không chắc, anh để anh Hùng chắc. Đồng đội tao ai chắc thì đâu. Hai người thua cô mà. Vô gì kêu chú Út chắc hay kêu Trung chắc. Chúng ta ai kỳ. Thua cô người ta nha. Hỗ trợ anh em làm thương hết nha. Lẫn nhau. Hỗ trợ lẫn nhau mà. Rồi đổ cái ào vô đi. Đổ cái rô đổ vô đi không. Tập xúc lại. Trời ơi. Trùng tay. Đời quá trong cơm hết. Đây đây. Ok. Này phải còn cái hơi nóng đầu tiên của nó để họ mất hơi là được nó. Dạ cái nắp lên. Rồi. Không có gì. Thanh niên 18 tuổi, nướng cà tím và lột cà tím. 18 em có nhân không? 18. Cộng 18 nhân 8 gần nhiêu anh? 54. Kỹ thuật chứ ta. Ừ. Chuyên gia mà em. Nó là bồi vợ được em.
không phải là mình lấy vậy, nói vậy là vậy rồi mình giúp vợ chứ không phải là mình đã nói gì được anh Tùng. Chứ trong cái niềm vui đây nè. Wow. Quá ngon. Rồi cái đồ. Nó mở luôn. Công nhận nè, anh Tùng câu nè. Câu rút nè. Anh Tùng ơi, chấm anh Tùng. Anh Tùng câu cái gì không nè mấy thằng? Câu là hai con. Đó là bởi vì anh Tùng dính câu gì không? Đủ hai thùng bia nha cả nhà, anh Tùng mua hai thùng bia rồi. Đợi của anh Tùng. Quá thơm anh Tùng ơi. Phụ chứ. Sợ nó mập. Dạ. Có được chứ không có không lên đánh luôn nè. Nè nè hai con này anh câu nè anh Tùng. Đúng rồi, cầm câu. Mời cả nhà. Ở đây coi như mình trả nợ thành công nha cả nhà. ba con hên được bo thêm 60.000. Bỏ vậy, thua hai thùng bia, câu cá với A46 không? Câu cá thua hả? Câu cá thua. Rồi, đâu phải làm cá, nấu cơm, nướng cà, rồi thua hai thùng ken. Giang với ông Sáu chưa biết chuyện gì xảy ra. Vô cả nhà ơi. Xin mời. 1, 2, 3, vô. Mời cả nhà. Đây ra buổi tối cùng gia đình bông lúa Đồng Tháp và team bông lúa Đồng Nai. Trời, ai để cái điện thoại mạo hiểm đó hỏi hả? À. Mát úc chưa đó hả? Cơm ở nhà mà cái nhà có hấp cơm, cái hấp cơm nha. Dính sắt luôn. Dạ. Đó, uống ly bia này, cảm ơn anh Tùng đã tài trợ chương trình này nha anh Tùng. Anh Tùng, em uống ly bia này cảm ơn anh tài trợ chương trình này nha. Bia này mát quá anh Tùng ơi. Còn ly bia này cảm ơn Cốt với Cường đã làm cá rồi. Cảm ơn Mứng đấy. Em. Chị Trúc ăn cá rồi chị Trúc. Ăn cá đi ông. Chị mắm nè. Mời cả nhà nha, cá hấp cơm. Đây đụng cái tay. Yeah. Cá tôi bự dữ thằng. Trời ơi. Cái lòng bia nó ngon sao lắm. Thắng thằng rồi. Thắng con độ mà mốt ra cuộc đời còn dài lâu mà cười hoài. Đúng rồi đó. Hay quá anh Hải ơi. Vô. Anh Tùng không biết kết với anh Hải một cái nữa. Được. Trong ai trong tới đâu hay tới đó bây giờ mình ăn mình vui. Ủa mà biết chắc thì được thôi mà ăn thôi. Biết ăn chưa? Hiểu rồi. Đây rồi đi xuống nha. Kìa Giang lấy. Mời cả nhà cá hấp cơm nha. Mẹ. Cái gô hấp cơm mẹ. Hấp cơm kìa. Lấy chén cho mẹ luôn nha ơi. Cơm luôn. Mà chiều câu dính cá chơi công mẹ trong đây mẹ la quá trời. Ba dính con cá chơi như bắt đùi con luôn á. Thì nhờ cá chơi đó bởi vậy chú Út mới thắng anh Trung câu dính cá đó đội chú Út mới thắng đó. Giờ cá dê nó có không hai đồng ken nữa. Nhưng mà cái câu này giác chưa. Béo quá, béo còn. Ngọt ngon nha. Ngon. Để bên này hôm kia. Cái cơm nó cũng ngon nha chị Trúc. Tại cái cá nó ngọt nó ra đó. Cá rô đâu rồi giác á. Nè, móc lên. Quá béo. Chấm với nước mắm mặn. Lại cá cá rứa hả? Chấm với nước mắm. Dẻ đi, dẻ miếng thịt. Cá rô xương nha, ăn từ từ nha. Xương. Đúng rồi. Đúng rồi xưa. Chấm vô đó. Chị Vân đâu ạ? Sao mà cần sao? Để chị Vân chưa lên nói chuyện với cô mà đâu rồi. Cá này chèo chú Út vịt này chứ nghe chứ ngon hết biết luôn. Còn dính lưới câu còn xin chị lấy câu lần hai cá rô mề một lượt chứ. Dạ mà clip đi hả? Dù anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Sao mà thua hai con lật mà sao thua? Gì mà thua cái đau đớn như vậy. Cuộc đời cái trớ trêu lắm chứ đâu phải rồi. Phải đếm đầu con là ăn rồi, đòi cân ký. Sao đâu phải cuộc đời là trông gai lắm đó. Nó không bằng khoảng đâu. Nổi luôn. Thấy trước mắt còn mấy phút rồi. Đầm cờ phát tay. Vậy đó hả? 1, 2, 3. Câu hai cái rồi là cái Út đứng sữa râu rồi. Không đó, lúc đó Út lấy lá vú sữa che nắng. À, còn như Út với Nhung. Dạ. Chưa làm mày thôi. Ông Trung Trung mình làm gì? Cá là con đâu à? Nãy phải đáng lẽ đội ngồi kế bên ha, liên tục ha, cho dễ ha. Chốt hát cái chốt từ về luôn. Cảm ơn. Tư như hoa 10 giờ buổi sáng vậy đó. Vừa hay mấy ngày. Đẹp quá. Cà cái món cà anh Hùng trộm á cả nhà. Cà nướng. Ăn coi. Ba nãy giờ ba ăn cà chưa ba? Cà kìa. Chưa. Cà rô quá.
Nước tương đúng rồi. Ngon không Trung? Anh Hùng mới làm đó. Anh nói dễ dữ vậy. Hai trái mà. Đó có dễ mà. Mà cái nhà ăn ớt một nắng thử nha anh Tùng. Tùng sáng nãy ăn con này, nãy con nào nữa anh gấp được hai con lượt anh Tùng sáng nãy anh Tùng cái câu á. Dạ. Ừ, ngày nãy chính là hai con mà anh nó coi. Ăn ớt một nắng lần nhai hết luôn nha, không có bỏ nha. Cái mềm mềm. Thương giòn hả Tùng? Giòn đúng rồi chị. Rồi, cảm ơn Tùng ha. Mình gấp cũng phải con bự, xong gấp của mình nhỏ xíu vậy. Này chứ, này xương nó nhỏ. Còn gâu dính cái đuôi gá nè. Tại cái đội thắng bé lúc đó là cậu bé nhùng ha, mà chiều được cái lúc cái này đi con cá đỡ cá xấu chứ đừng nói cá kề nó bầm ký nó mà còng vô thử con cá nó coi sao. Cái gì không con cá mình câu là mình phải ăn cái đuôi à, đó, ăn câu cái đuôi ăn cái đuôi nó có gì đâu mà nhướng ngay lưỡi trời ơi nó ngon. Không mà hỏi thiệt anh Tùng, anh thua vậy anh có buồn không anh Tùng? Buồn quá trời, buồn gì vui đúng không? Anh vui vậy em yên lòng rồi. Cảm ơn nha anh Tùng, cảm ơn anh Tùng. Cảm ơn anh Tùng tài trợ chương trình chiều nay. Mình chơi gì mình xác định mình thua trước. Tâm lấy nó mấy. Vô cả nhà. Vô. Mặc dù thua nhưng vẫn vui hả? Tươi cười, nụ cười vẫn nở trên môi. Mặc dù trong lòng nó đang bị không nói gì. Xin lỗi mọi người. Nói gì nữa nè. Có sao thua sao nè. Lâu ăn có xương lâu quá anh chú. Ừ. Thử qua cái con vũ nữ chân dài. Cái lúc mà cá chơi bà chú bắt lên nó trời chú nó nặng gạch chú té luôn trời. Sớm anh Tùng. Sớm anh qua bên nói chứ sớm em qua bên nấu cốt em mà đạp cốt thì xuống thành. Tình nghĩa gì tập này? Tình nghĩa gì có một chút xíu mà đòi đạp luôn rồi. Còn đợi bạn giúp đỡ là không giúp đỡ luôn trời. Thì đó anh Hùng đang nói khúc đó đó. Anh Tùng bỏ đi chứ gặp anh Hùng là đạp xuống luôn rồi đó. Cá bự không thì giúp bạn kéo rồi đó. Không đúng nhất đúng trong đội hình á. Mình bắt được cá nó cũng nhờ cam quả táo chút. Nhờ bà táo nó giật cái nó đi lên nó lớn tiêu luôn rồi. Bà táo anh Tùng rồi. Bà táo không lấy giật là con cá lo mất tiêu luôn rồi. Trời chứ sao biết đợi nào thắng rồi. Đúng rồi. Cái đó có ướp rồi đó. Một nắng á. Đó cũng hay á trời, phải thua để giờ ngồi luôn. Trời ơi, cá rô với kê uống nó kè nó ngon sao đâu có thơm. Thơm không? Thơm không? Thơm. Út chưa ăn luôn, Út nói không chưa ăn luôn. Tình, cá rô không có cá uống kè với ăn cá rô được không? Cá rô hấp cơm nó ngon gì đâu. Vô cả nhà. Vô. 1, 2, 3, vô. Mọi người sẽ tiếp tục live ra nha cả nhà. Cảm ơn anh Tùng đã tài trợ cho chương trình này một lần nữa. Cảm ơn anh Tùng rồi, phải cảm ơn cái bông lúa Đồng Tháp nó tạo điều kiện để mà có cuộc chơi này đúng không? Cái cá với ao bông lúa Đồng Tháp mà. Chung phe. Kết. Phải đi xuống kết với anh Trung cái. Nếu mà không có bông lúa Đồng Tháp thì đâu có tạo ra cuộc chơi này đúng không? Hay quá anh Trung ơi. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp cả nhà vào tiếp sau. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà.